nay vợ chồng Tý có nhận được một tin là có một em cún già bị mù bỏ rơi ở dưới Củ Chi. Thì sau khi sắp xếp công việc xong, vợ chồng Tý mới đi được. Trời ơi, Củ Chi này rất là lớn luôn mọi người. Từ ở chỗ Tý đến đây là 30 mấy cây số luôn. Đó, bây giờ vợ chồng Tý đã tới rồi. Đi đến cái chỗ của bé đây. Dạ dạ. Chị đang dắt vợ chồng Tý đi vào cái chỗ mà của bé cún. Đây bé đây rồi cô chú. Để xem tình hình con sao. Nó hiền, nó thấy là kia cũng ơi cái này giống bị bệnh quá à. Thì nói vậy ai cũng biết đâu. À không, bé chó này già lắm rồi, răng còn mấy cây rồi cô chú. Mà nó ốm quá. Da bọc xương luôn nè. Không có bỏ bê, không cho nó ăn uống gì. Ừ. Không mà thấy mấy chị ở đây cũng tốt quá, cũng cho nó ăn. Giờ chén tô vòng vòng đây nè. Cái con tới đâu thì đem tô chén vòng vòng. Con chó này là của cái bạn nào ở trên Facebook, nó quay clip nó đưa cho em nè. Đúng rồi nè, chị đưa đó. Ồ chị đưa hả? Ờ chị đưa cho nó quay cho nó rồi gửi cho em đó. Ừ. Chị đâu có biết đâu. Mà công nhận ở Củ Chi này lớn ghê luôn, nó đi từ chỗ em mà lên đây mẹ xa dễ sợ. Thôi bây giờ con về với mái ấm của Tý nha. Giờ thấy con già quá rồi, giờ dục văng hết trơn luôn nè cô chú. Còn có hai que răng nanh nè. Thôi con chắc là con có thể là bị suy kiệt. Đi ba bế nó vào đi. Nhà nó đây nè. Đây đi, bế nó về đi. Ha, con về nha. Coi sống được ngày nào hay ngày đó thương nha. Còn sống thì nó có rồi, ông bà chết nó cũng nhiều năm rồi. Ừ. Nó còn ở đây thì còn có thằng con bỏ đi làm. Dạ chủ của nó nuôi là chết rồi hả? Chủ nó là chết rồi, rồi để lại cho con. Con nữa. Chủ của bé cún này á là qua đời rồi. Đi làm rồi, đi mà tắt cái giờ mới về. Bây giờ con sống lang thang vậy nè. Mù rồi đi bậy bạ mới đi tới. Ủa nó bị mù luôn hả chị? Hả? Nó bị mù. Thì đi sản vậy sao không biết, lâu lâu cái đi không biết đường về. Lúc kia cái người ta thấy thì chỉ cái thằng cháu ngậm về. Trời tội nghiệp quá. Rồi cũng để nhờ bên kia nhà cho ăn uống rồi. Dạ. Đây chị này đã gửi lời kêu gọi kêu cứu giùm cho bé qua một bạn khác, bạn đó chuyển tin cho Tý. Thì Tý thấy ở khu vực Củ Chi thôi à, nên Tý đến đón con về. Mà thật sự đến điểm của con rất là xa luôn. Bây giờ trưa đang nắng rất là mệt. Nó hiền khô rồi đó. Nó qua nhà chị nè, hồi đó có 10 ngày trước á.